đang làm gì vậy? Con muốn cái kẹp tóc của con. Lan Lan à, không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Không được lấy đồ của người khác mà. Con không lấy đồ, đó là đồ Văn Văn đã tặng cho con mà. Nhưng bây giờ mình không thích tặng cho bạn nữa, bạn trả lại cho mình đi. Văn Văn à, đồ đã tặng cho người khác rồi thì không đòi lại được. Đồ đã mang tặng thì đó là món đồ của người ta. Nếu như con muốn lấy lại thì việc đó là rất thất lễ. Tạm biệt em, có rảnh thì đến nhà chị chơi ha. Dạ được. Dì ơi, tạm biệt. Tạm biệt. Một tuần sau. Mẹ ơi, mẹ đang chuẩn bị quà tặng cho ai vậy? Văn Văn à, một lát nữa chúng ta đi đến nhà Lan Lan, có được không con? Mẹ ơi, những món quà này là để tặng cho nhà Lan Lan hả mẹ? Đúng vậy, lần trước mẹ Lan Lan đã tặng cho chúng ta một số quà, thì tại sao ta không tặng lại chứ? Tục ngữ chẳng phải đã nói, quà mà không lại thì thất lễ vậy. Ý nghĩa của câu tục ngữ này là gì? Con không hiểu rõ. Người khác tặng quà cho chúng ta, mà chúng ta trái lại không đi tặng lại là rất thất lễ. Con hiểu rồi mẹ ơi, đây gọi là có qua có lại. Đúng rồi, Văn Văn thật thông minh. Văn Văn, chúng ta cùng đến nhà Lan Lan nha. Dạ. Lễ phép thường ngày, chương kính điếu. Ông nội ơi, Phi đến thăm ông đi. Phi đến thăm ông nội đây. Em ơi, ba vì sao mà? Anh à, sức khỏe của ba thì anh cũng biết rồi đó, luôn luôn không tốt. Phi à, con đừng khóc nữa, coi mặt con kìa, mặt dính đầy nước mắt rồi, để chú múc nước cho con rửa mặt ha. Phi à, con có lời gì muốn nói với ông nội không? Bây giờ con hãy nói đi. Phi à, lát nữa đến trước linh đường của ông nội, con cẩn thận không nên cười. Đó là tôn trọng đối với vong linh. Anh à, em xin lỗi, em bất cẩn quá. Lần sau em nhớ cẩn thận hơn một chút nha. Hình như em vẫn chưa ăn cơm. Dạ, vẫn chưa ăn. Để anh gọi điện kêu hai phần thức ăn nhanh.
tôi đem đến cho bạn, cho dù bạn ở vàng dầm xa, bạn không biết trăng đen yên lặng như thật xin lỗi anh, tôi vô ý quá. Ba ơi, tại sao họ xin lỗi vậy? Đó là bởi vì vừa rồi anh ấy đang ngâm nga ca từ khi bước vào. Anh khi vào nơi có tang lễ, nhất định không được cười, không được ca hát, không được nói một số lời chúc mừng. Đó không chỉ là tôn trọng đối với người quá cố, cũng là tôn trọng đối với người nhà của người quá cố. Dạ, con đã hiểu rồi. Chú Dương ngày kia kết hôn, chú ấy mời cả nhà mình cùng đi tham dự hôn lễ của chú ấy đó ba. Phi Phi à, hôn lễ của chú Dương con chúng ta không thể tham dự được. Vì sao vậy? Ba ơi, vì sao chúng ta không thể tham dự hôn lễ của chú Dương? Trong lúc nhà có tang, người trong khoảng thời gian chịu tang không thể tham dự yến tiệc. Tuy là hôn lễ của chú Dương con, chúng ta cũng không thể tham dự, thế nhưng lễ vật vẫn phải tặng. Chúng ta chuẩn bị một phần quà mừng tặng qua trước, và còn phải giải thích với chú ấy về việc của mình. Chú Dương con nhất định sẽ tiếp nhận và thông cảm. Dạ, con đã hiểu rồi. Vậy chúng ta lúc nào thì chuẩn bị quà mừng vậy? Ngày mai đi. Ngày mai mẹ con sẽ dẫn con đi mua quà mừng, có được không? Dạ được, cảm ơn ba. Bây giờ con về phòng xem sách đi. Dạ được, tạm biệt ba mẹ. Lễ phép thường ngày, chương xưng hô. Tiểu Trương, bên ngoài mưa to gió lớn, anh muốn đi đâu vậy? Lên xe đi, tôi đưa anh đi một đoạn. Anh Dương à, cảm ơn anh nha. Thật là mừng khi gặp được anh. Anh Dương à, vô cùng cảm ơn anh. Nếu như anh có việc gấp thì chúng tôi đến đầu đường phía trước là được rồi. À không sao không sao, mưa lớn như vậy rất dễ bị cảm lạnh, cũng không có việc gì gấp, chẳng qua là đi thăm gia phụ gia mẫu thôi. Ồ, lệnh tôn lệnh đường, sức khỏe vẫn tốt chứ? Sức khỏe của gia nghiệp gia từ đều rất tốt. Ngồi sau đó là lệnh ái hả? Cô bé thật là dễ thương, tên gọi là gì vậy? Tiểu nữ tên là Sang Sang. Sang Sang à, chào hỏi bác đi con. Dạ, con chào bác Dương. Chào Sang Sang, lệnh ái thật là lễ phép. Không dám, không dám, anh quá khen. Đúng rồi, mưa lớn như vậy, anh còn muốn đi đâu hả? Đang định về nhà, tôi dẫn tiểu nữ đi thăm bạn thân, không ngờ trên đường về lại gặp mưa lớn như vậy. Ủa, anh ở chỗ nào? Tôi sẽ đưa về tận nhà luôn cho tiện. Chính là cuối đường phía trước quẹo trái, ngoài viên Kiến An. Thật lòng rất cảm ơn anh Dương à. Anh được khách sáo, thuận đường thôi mà. Anh Dương à, mời anh lên lầu uống ly trà. Không làm phiền đâu, tạm biệt anh. Cảm ơn anh nhiều anh Dương, ngày khác nhất định tôi đến nhà cảm tạ. Anh không cần phải khách sáo như vậy đâu. Tạm biệt bác Dương. Tạm biệt cháu. Ba ơi,
Lúc ba và bác Dương nói chuyện, sao con có chút không hiểu? Cái gì gọi là lệnh tôn, lệnh đường, gia nghiêm gia từ vậy ba? Anh Sang à, đó là những từ xưng hô có tính lễ phép. Gọi phụ thân của người khác là lệnh tôn, mẫu thân là lệnh đường. Hướng đến người khác, gọi cha mẹ của mình là gia nghiêm gia từ đó con à. Ồ, con còn nghe được cái gì là lệnh ái. Có phải là chỉ con không ba? Đúng rồi, gọi con gái của người khác là lệnh ái. Gọi con trai của người khác là lệnh lang đó con. Ồ, thì ra là vậy. Con cảm ơn ba. Mấy ngày sau. Sang Sang à. Ba ơi, ba tìm con. Sang Sang à, con còn nhớ mấy ngày trước bác Dương đã đưa chúng ta về không? Dạ, con nhớ. Ba còn nói phải bái tạ bác ấy. Đúng rồi, ba đã hẹn với bác ấy rồi. Hôm nay chúng ta đi tới nhà bác ấy. Hay quá, hay quá. Con chào bác Dương. Chào Sang Sang. Xin chào hai người. Xin mời ngồi. Đi đường chắc mệt rồi, tôi đi pha trà. Cảm ơn chị. Cảm ơn Dương bá mẫu. Không cần khách sáo đâu con. Ủa, sao không thấy lệnh lang lệnh ái đâu vậy? Hôm nay cuối tuần, tiểu nhi và tiểu nữ đi về nhà ngoại, cùng đi chơi với ông bà ngoại rồi. Nhà của lệnh nhạc và lệnh nhạc mẫu ở có xa không? Dạ không xa, đi bộ đại khái khoảng 10 phút là đến. Lệnh ái thật dễ thương quá. Năm nay mấy tuổi rồi? Con năm nay 10 tuổi, đi học ở tiểu học Tịnh Tông. Sang Sang, làm sao con biết được lệnh ái chính là con vậy? Ba con đã dạy con đó. Ba con còn dạy cho con những gì? Ba con còn nói, gọi thầy giáo của người khác là lệnh sư, gọi thầy giáo của chính mình là tệ nghiệp sư. Gọi bạn thân của người khác là quý hữu, gọi bạn thân của chính mình là xã thân tệ hữu. Gọi chị em của người khác là lệnh tỷ, lệnh muội, gọi chị em của chính mình là gia tỷ, gia muội. Sang Sang thật là cường khôi, biết được nhiều thứ đến như vậy. Những việc này đều là mấy ngày trước ba con đã dạy cho con đó. Thật là một đứa bé biết khiêm tốn. Cần dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện